cái đầu tiên á, chúng ta phải hiểu cái khái niệm Bồ Đề Tâm có nghĩa là gì. Quý vị đi chùa, mình đi chùa nhiều rồi, mình có nhiều năm mình gắn bó với lại đạo Phật rồi, thì cái chữ Bồ Đề chắc chắn đối với lại quý vị là không phải là một cái chữ xa lạ. Nó có ai ngồi đây mà mới nghe chữ Bồ Đề lần đầu không? Như quý vị đều nghe hết rồi, nhưng quý vị có hiểu cái chữ Bồ Đề nghĩa là gì không? Ngày hôm qua lúc mà chị Dũng hỏi ở bên kia thì không có ai dám giơ tay hết. Tức là nghe nhiều nhưng mà khi mà hỏi có hiểu không thì không ai dám trả lời hết. Thì đây quý vị có hiểu chữ Bồ Đề là gì không? Có quý vị nào có thể trình bày cho mọi người mình hiểu thế nào chữ Bồ Đề không? Có ai chia sẻ không? Có vị nào xung phong không? Mình cứ trình bày cái hiểu của mình thôi. Trong Phật Pháp của mình thì cái vấn đề đúng sai nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp lại để mà mình áp dụng được, cái đó mới quan trọng. Chứ quý vị đừng sợ đúng sai. Có ai suy nghĩ quý vị hiểu như thế nào về cái chữ Bồ Đề này? Có ai xung phong không? Rồi mời bạn nói hồng. Có một cái micro nào nữa không cho bạn? Rồi mời bạn. Quý vị có đồng ý với bạn về cái câu trả lời này không? Để cho bạn có tay chứ. Thì cái ý mà bạn vừa mới chia sẻ đó rất là đúng, rất là chính xác. Nhưng mà tuy nhiên ở đây cái chữ Bồ Đề á, nó có một cái ý nghĩa phổ quát rộng lớn hơn, thâm sâu hơn. Ngày hôm qua khi mà chị Dũng chia sẻ với lại quý vị thì chị Dũng có đề cập đến một cái người mà khi mà mình gọi là mình phát cái Bồ Đề Tâm này, thì cái Bồ Đề Tâm này khi mà mình phân tích ra đó thì có ba yếu tố để mà cấu thành cái Bồ Đề Tâm này. Nếu những vị nào đi hôm qua chắc là sẽ nhớ, hôm nay những vị đi hôm qua còn nhớ ba yếu tố đó không? Còn đúng không? Mừng quá. Yếu tố đầu tiên đó là gì? Đó là cái trực tâm. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là thâm tâm. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là tâm từ bi, hay mình còn gọi là đại bi tâm. Đại bi tâm thì nói một cách đơn giản để mình hiểu, cái đầu tiên cái trực tâm là gì? Trực tâm tức là cái tâm kiên định, cái tâm đi thẳng một đường, không có thoái lui, không có bị lung lay, không có bị dao động. Còn cái thứ hai, cái thâm tâm là gì? Thâm tâm tức là cái tâm luôn hướng về, thâm tức là sâu thẳm, cái tâm nó luôn hướng về những cái thiện lành và không bỏ qua một cái cơ hội nào để làm thiện. Có nghĩa là trong cuộc đời cái người mà có cái thâm tâm á, theo như Đức Phật nói á, là một cái cơ hội để làm thiện là cái người đó cũng không bỏ qua. Có cơ hội giúp người là giúp, không bỏ qua. Chứ không phải mình nói ở cái đó việc đó chuyện nhỏ thôi, làm chi, làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ làm chi. Nhưng mà cái người có thâm tâm là họ không bao giờ bỏ qua cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ. Còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba đó là cái đại bi tâm, cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi này á, khi mà mình phân tích ra thì nó có hai cái ý nghĩa chúng ta phải nhớ. Từ là gì? Từ tức là mình ban vui, hiền hòa, mình ban vui cho mọi người. Còn bi là gì? Bi tức là cái tâm cứu khổ. Quý vị hay nghe về cái hạnh nguyện của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài hạnh nguyện gì? Từ bi, đúng không? Ngài như một người mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Cái hạnh nguyện của Ngài là hạnh nguyện từ bi, tức là Ngài ban vui, cứu khổ. Không những là cứu một người qua khỏi khổ đau mà còn ban cái người cho người đó niềm vui.
đủ cả hai phế này thì mới thỏa mãn cái tâm thứ ba này. Đó, đó là ba cái tâm mà chúng ta phải nhớ. Khi mà nói về Bồ Đề Tâm, để có ba cái khía cạnh đó chúng ta phải lưu ý. Hay chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn, một cách đơn giản, Bồ Đề Tâm chính là cái tâm thương yêu mọi người, mọi loài. Nhưng có một cái đây chỉ dụ muốn nhấn mạnh, đó là nếu mà chúng ta thương yêu, mình thương yêu không thì chưa đủ để được gọi là Bồ Đề Tâm. Nhưng cái thương yêu này phải đặt trên cái nền tảng là trí tuệ. Thương yêu phải đi đôi với trí tuệ. Quý vị đi vào trong các ngôi chùa, quý vị thấy thường ở hai bên cổng chùa, cổng chùa thường là cổng tam quan, đúng không? Nếu quý vị đi vào, quý vị để ý ở mặt sau của hai cái cổng chùa, một bên là từ biểu quan kia là gì? Trí tuệ, đúng không? Thấy rất nhiều chùa. Nếu quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao cái chùa lại làm gì không? Mình có tự hỏi không? Cái cửa là cái nơi mọi người ra vào nghỉ. Ai đi vô cổng chùa là phải bước qua cổng, bước qua cái cổng chùa, muốn vào chùa phải bước qua cổng chùa. Thì các chùa khác hai cái từ này, một bên là từ bi, một bên là trí tuệ, có cái dụng ý. Đó là cái cốt tủy của một người tu học Phật, một người hành cái Bồ Đề Tâm này. Từ bi là phải đi đôi với thầy trí tuệ. Từ bi với trí tuệ giống như là một cái khi hai cái đôi cánh của một con chim vậy đó. Quý vị thấy bây giờ một con chim mà muốn tuôn cánh bay lên bầu trời thì con chim nó phải có đủ hai cánh. Chỉ cần một cánh mất đi thôi, hoặc một cánh bị thương thôi là không thể bay được rồi, là bị chạm vàng lên bắp bên thì phải có hai cái cánh thì mới giữ thăng bằng, giúp cho con chim nó bay lên bầu trời được. Nó thể hiện vậy. Nếu quý vị muốn bay được vào trong biển pháp của Như Lai, mình muốn bay lượn ở trong cái bầu trời Phật pháp, thì quý vị phải có hai đôi cánh, phải có cái đôi cánh này, là bao gồm hai cái cánh. Một đôi tức là hai cái cánh, đúng không? Nhiều khi mình nói lộn, hai đôi tức là bốn cái cánh. Tức là mình phải có đôi cánh bao gồm hai cái cánh, là cái cánh của từ bi, cái cánh của trí tuệ, phải có đủ hai cái cánh đó. Ví dụ nói rất một việc rất đơn giản, nhiều khi á, mình cái người mà có tình thương không, cái người có tình thương nhưng mà họ có trí tuệ thì cũng chưa gọi là cái người hành Bồ Đề Tâm. Đức Phật khuyến khích chúng ta mình có tình thương nhưng mà mình phải có trí tuệ. Một ví dụ không đâu xa là trong cuộc sống, quý vị thấy những quý vị nào mà mình có con nhỏ chẳng hạn, đúng không? Mình có con nhỏ, nhiều khi mình thương con mình quá, đúng không? Đôi khi mình thương con mình quá, rồi nhiều lúc là con mình đòi hỏi những cái nhu cầu mà quá nhiều, mà mình càng cưng chiều và mình càng nuông chiều thì tập cho con mình. Sẽ dễ tập cho con mình hư, đúng không? Không hẳn hư, quý vị biết ví dụ một cái người là trong gia đình mà cũng vậy chẳng hạn. Ví dụ cũng gặp là rất là nhiều các trường hợp có một vị đến nói ví dụ rằng là bây giờ con đi làm, con nuôi mẹ con, nhưng mà mẹ của con là một cái người là thích đánh bài bạc, là bây giờ con mẹ con đánh bài hết tiền mà con đi làm giờ. Con thấy mà con không có đưa tiền cho bà thì bà không đánh bài được, bà đi mượn nợ lúc đó rồi bà lại không có chơi bài thua là không có tiền nữa rồi, bà không có tiền đánh thì bà bố. Nhưng mà mặc dù là cái người con nó thương mẹ mình đó, mình thương mẹ mình muốn là đưa tiền cho mẹ mình đi đánh bài. Nhưng quý vị thấy đây, nếu mà chúng ta không có trí tuệ biết mẹ mình đi đánh bài và cái con đường không có chân chắn mà mình vẫn tiếc tay, chỉ đơn giản là thương mẹ mình thôi mà mình thiếu đi cái trí tuệ, thì cái việc làm của chúng ta cũng không tròn luôn. Cho nên quý vị thấy để mà chúng ta hành được cái Bồ Đề Tâm này, cái tình thương không có chưa đủ mà phải có cả
trí tuệ. Tình thương đặt trên nền tảng là trí tuệ. Không thể thiếu một trong hai, chỉ cần thiếu một trong hai yếu tố là quý vị mình chơi với đi. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật có nói một cái đoạn rất là hay: muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mưu pháp Bồ Đề Tâm. Quý vị thấy Bồ Đề Tâm chính là cái yếu tố cơ bản mà để chúng ta có thể thấy được cái cảnh giới của chư Phật, và cũng để cho chúng ta có thể đạt được vô tận công đức, để cho chúng ta có thể diệt hết tất cả những cái nỗi khổ chúng sanh. Cho nên quý vị thấy một cái hành giả mà tu học Phật thì chúng ta không thể nào chúng ta thiếu cái Bồ Đề Tâm. Hay ở trong luận Trung Quán, quý vị mà tìm hiểu về luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thọ Nagarjuna, đây là một cái bộ luận rất là thâm sâu, rất là nổi tiếng trong Phật giáo Đại thừa. Thì ở trong cái luận Trung Quán này cũng có một cái đoạn nhắc về cái Bồ Đề Tâm: được thôi thúc bởi trí tuệ và từ bi, nay trước sự chứng tri của Đức Phật, con nguyện phát khởi tâm Bồ Đề vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Nó quý vị thấy không? Nó trong cái luận Trung Quán cũng có nhắc về cái pháp Bồ Đề Tâm là được thôi thúc bởi trí tuệ và từ bi. Nó tức là phải đủ cái hai yếu tố trí tuệ và từ bi. Nó thì chúng mới nguyện, chúng ta mới phát được cái Bồ Đề Tâm. Chỉ cần thiếu một trong hai thì xin chia buồn với quý vị là mình chưa phải là Bồ Đề Tâm. Ngày hôm qua chị Dũng cũng đã chia sẻ với quý vị về cái đầu tiên là như vậy. Có hai cái khía cạnh nữa mà chị Dũng cũng xin nhắc lại. Đó là một người á, khi mà mình phát ở cái Bồ Đề Tâm này thì vì sao? Có hai cái khía cạnh để chúng ta có thể thực hành. Một cái người mà phát Bồ Đề Tâm á thì họ luôn lấy cái câu này để làm cái nền tảng của tu tập, đó là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa quần sanh. Quý vị có nghe câu này không? Tức là một cái người mà khi mà họ phát Bồ Đề Tâm á thì sẽ có hai đối tượng họ hướng về Phật và về chúng sanh. Phật là gì? Phật nghĩa là bậc giác giả, bậc giác ngộ. Mình đối với lại, mình so với lại chư Phật thì sao? Thì chúng ta rõ ràng là chúng ta đang ở một cái cảnh giới thấp hơn chư Phật, đúng không? Chư Phật là những bậc, những vị đã giác ngộ. Còn chúng sanh, chúng sanh tức là những người mê lầm, chưa đạt được giác ngộ, mình gọi chung là chúng sanh. Thì quý vị thấy vẫn thường có hai cái từ mà trong các bài kinh quý vị đọc đó, phàm với thánh. Phàm với thánh là chỉ gì? Chỉ cho cái sự, cái người giác ngộ, cái người chưa giác ngộ, cái người còn vô minh và cái người đã hết vô minh, đã có được trí tuệ của bậc giác ngộ để thoát được. Thì đây quý vị thấy có hai cái đối tượng là Phật và chúng sanh, tức là cảnh giới cao và cảnh giới thấp. Ngày hôm qua sư Dũng có chia sẻ là mình có thể hiểu một cách đơn giản ở trong cuộc sống của mình, tức là gì? Đối với lại những người hơn mình, mà trong cuộc sống mình gọi là trên cơ mình đó, và đối với lại những người kém may mắn hơn mình, dưới cơ mình, thì cũng là cái cách, một cái cơ hội để mình có thể mình hành trì cái Bồ Đề Tâm này. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa quần sanh, tức là đối với những người trên mình thì sao? Mình nhìn thấy họ hơn mình để chi? Không phải để mình sợ, không phải để mà mình bi quan, mình nói ôi sao tôi khổ thế này, ôi sao tôi dở thế này, mà để chi? Mình nhìn vào cái thành tựu
những cái mà họ đạt được để mình nhắc nhở bản thân mình phấn đấu được như họ. Đó là thượng cầu Phật đạo. Đức Phật nói trong kinh rất rõ, ta là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng Ngài nói một cái câu rất rõ, đó là ai mà tu tập được, ai mà chuyển hóa được thì sẽ đạt được cái sự giác ngộ, chứ không phải riêng một mình Ngài. Cái chữ Phật ở đây hay lắm, như vậy cái chữ Phật không phải là một cái danh từ riêng. Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là một vị Phật lịch sử thôi. Thích Ca Mâu Ni là cái tên riêng của Ngài. Nhưng quý vị thấy á, Phật ở trong kinh có nhiều vị Phật không? Rất nhiều. Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, Phật Vị Sư, rất nhiều vị Phật quý vị. Đó thì chữ Phật này là danh từ chung chỉ cho những vị giác ngộ. Đó thì mình nhìn thấy những người hơn mình, nếu mà mình tu tập, mình cố gắng, mình phấn đấu, cũng sẽ có ngày mình đạt được như họ. Và cái thứ hai là những người kém may mắn, những người dưới mình thì sao, mình cũng giúp đỡ cho họ, san sẻ cho họ, hạ hóa quần sanh. Ví dụ trong cuộc đời này mình có cái cơ hội, cái cơ duyên mình gặp một cái người nào đó kém may mắn hơn mình, cái người mà phát Bồ Đề Tâm là không chần chừ giúp ngay, không cần nghĩ ngợi, không cần nghĩ là cái người này có lừa đảo ông ta, hay là cái người này mình giúp họ rồi giờ mình có sao không, giúp họ mình có được gì không. Nếu mà có cơ hội là giúp liền, cái người mà Bồ Đề Tâm họ mạnh là thấy là giúp, không cần nghĩ ngợi. Nếu quý vị thấy trong cuộc sống á, nhiều khi á thì dĩ nhiên cũng có những cái hoàn cảnh mà mình cũng sẽ biết là có những người họ sẽ trá hình, họ lừa đảo gì đó, thì cái chuyện trường hợp đó không nói. Nhưng mà ví dụ khi quý vị đứng ở giữa một cái hoàn cảnh mà mình phân vân, tức là mình biết mình đang phân vân giống như là cái người này có lừa mình hay là cái người này có thật sự như vậy không, đó thì một lời khuyên quý vị là mình phải biết liền. Tại vì quý vị thấy á, ông bà có câu gì, một miếng khi đói bằng một gói khi no, đúng không? Cái người nào mà họ đang cần mình giúp, mà mình giúp họ đúng cái lúc đó thì nó rất ý nghĩa quý vị. Nhưng nếu nhiều khi qua cái lúc đó rồi quý vị không muốn giúp lại nữa thì chưa chắc là quý vị có cơ hội. Nó là khi mà quý vị thấy mình giúp người ta cũng vậy. Thường mình giúp một ai đó mình hay nghĩ sao, mình nghĩ là cái người này là mang ơn của tôi, đúng không? Giờ tôi cho chị ổ bánh mì là mang ơn của tôi đó. Nhưng mà quý vị nghĩ để gì, khi mà mình giúp, mình cho ai cũng gì đó thì mình cũng phải say thank you với cái người đó, mình cũng phải biết ơn người đó. Quý vị biết tại sao không? Thì họ cũng nhận cái đồ của mình, là họ mở lòng họ đón nhận. Chứ bây giờ nếu mà quý vị muốn giúp cho họ nhưng mà họ không nhận, quý vị có giúp được không? Không, đúng không? Mình không có cơ hội. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống nhiều khi mình muốn giúp người ta, người ta không cho mình giúp. Có nhiều khi mình muốn giúp người ta, người ta không cho mình giúp, quý vị. Không phải là khi nào quý vị muốn giúp là người ta cũng cho quý vị giúp đâu. Cho nên khi ngay cả những lúc mà mình giúp người ta, quý vị cũng thấy là mình cũng phải biết ơn cái người cho mình giúp. Thì đó là cái nói về những cái sơ lược về cái Bồ Đề Tâm. Thì ngày hôm qua sử dụng cũng có nói thêm nữa là về cái pháp Bồ Đề Tâm. Cái pháp Bồ Đề Tâm thì sử dụng có nói là khi mà một người mình phát cái Bồ Đề Tâm á, ở trong cái tác phẩm của đại sư Thập Hiền, qua cái tác phẩm là Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, thì ở trong cái tác phẩm này á, đại sư Thập Hiền này có nói về năm cái cách phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà ngày hôm qua chỉ dụng chỉ
chỉ tóm lại thành hai cái phương diện chính thôi. Đó là gì? Đó thứ nhất là tự phát. Tự phát tức là ở bên trong mình phát khởi ra. Và cái thứ hai là gì? Tư trợ phát. Tư trợ phát tức là gì? Tư trợ phát tức là mình nương vào một cái cảnh, một cái bên ngoài để mình phát khởi. Cái tư trợ phát thì ở trong cái tư trợ phát đó, cũng có hai cái yếu tố nữa. Trong cái tư trợ phát cũng chia làm hai cái. Thứ nhất là những cái nghịch cảnh, cái nghịch duyên. Giống như bây giờ quý vị thấy ở trong cuộc sống của mình, nếu mà bây giờ xung quanh chúng ta chỉ toàn là những cái người mà giàu có, những cái người ấm no hạnh phúc, đúng không? Thì quý vị có phát tâm giúp đỡ được không? Đúng rồi, nếu mà ai cũng ấm no hạnh phúc, ai cũng giàu có rồi thì giúp đỡ chi nữa. Nhưng mà ví dụ quý vị đi ra ngoài đường mình thấy một cái bà lão đó, không có gì ăn, mình thấy một bà lão mặc đồ rách rưới, đang đói không có gì ăn, thì sao? Quý vị mới phát tâm được. Quý vị mới phát tâm được. Mình thấy từ cảnh khổ, từ cái người đó đang bị đau khổ mà nó phát tâm được. Cho nên cái nghịch cảnh là chỗ đó. Mình thấy cái cảnh đói khổ mình mới phát tâm. Cũng giống như Đức Phật ngày xưa, nếu mà khi Ngài còn là Thái tử, Ngài không đi dạo các cái cửa thành, Ngài không thấy được những cái cảnh già, cái người già, cái người bệnh và cái người chết, thì Thái tử cũng không có phát tâm mà đi xuất gia. Nhờ thấy những cái cảnh khổ đó mà Thái tử mới muốn này thoát khổ, muốn giúp cho chúng sanh thoát khổ, cho nên Ngài cũng xuất gia thành tựu Phật đạo. Còn nếu mà chúng ta không thấy những cảnh đó thì quý vị không thành Phật. Cái thứ nhất đó là nghịch, và cái thứ hai này đó chính là cái những cái công hạnh, cái gương hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó là những cái hạnh nguyện. Ví dụ như quý vị thấy về hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, hay hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Đức Bồ Tát Địa Tạng có hạnh nguyện của quý vị khi nào dưới địa ngục không còn những chúng sanh đối khổ lầm than thì Ngài mới phát nguyện thành Phật. Mình thấy những cái hạnh nguyện, cái công hạnh của Ngài, cho nên quý vị cũng là chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Hay trong cuộc sống của bạn, nhiều khi có những bạn trẻ, ví dụ cũng gặp nhiều khi vào trong chùa, có những bạn thì phát nguyện tu bởi vì là ở ngoài cuộc đời quá khổ đi. Ở ngoài cuộc đời quá khổ, có thể là bị thất tình hay là gia đình có vấn đề gì đó, thì các bạn cũng tìm đến chùa và các bạn cũng muốn là tu tập để chuyển hóa những cảnh đó. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số bạn đang rất là yêu đời, không có gì khổ, nhưng mà vẫn phát tâm tu. Tại sao? Vào trong chùa nhìn thấy quý thầy quý sư cô thẳng thơi, an lạc, tinh tấn tu tập, nhìn thấy những cái hảo tướng, những cái hảo tướng của người tu phát lên, cũng cảm hóa được, làm cho các bạn phát khởi cái tâm. Hay không nói ở đâu xa hết, ví dụ giờ trong cuộc sống hàng ngày quý vị, có thể cái bữa đó mình đi ra ngoài đường, mình ở công ty, mình cãi vã gì đó với lại đồng nghiệp, với lại bạn bè của mình, nhưng mà tối về nhà cho mình đứng trước bàn Phật, mình lạy Phật, thắp nhang, chắp tay, cung kính, mình nhìn tượng Phật, cái tâm mình nó lắng xuống. Tại sao? Bởi vì nhìn thấy được cái hảo tướng của chư Phật. Quý vị thấy trong kinh nói Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Mà khi mình thấy được cái hảo tướng đó, là cái tâm mình tự nhiên mình cũng phát khởi Bồ Đề Tâm. Nên trên đó này quý vị thấy
cái thứ hai là cái tư trợ phát. Và cái tự phát á, cái tự phát tức là từ ở bên trong mình phát ra. Nhưng mà cái hai cái này nó có sự liên hệ nhau quý vị. Tự bên trong mình phát ra nhưng mà cũng phải duyên với lại cái bên ngoài, chứ không phải tự nhiên nó khởi không. Thì đó quý vị thấy giống như nãy chị Dũng nói, khi mình thấy một người khổ là mình muốn giúp người ta hết khổ. Nhưng mà cái sự phát tâm của mọi người nó không có giống nhau quý vị. Nó không có giống nhau. Và quý vị thấy á, chị Dũng nói một cái điều đơn giản. Nhiều khi ví dụ mình ra đường mình thấy một cái người đang đói, có người thì họ phát tâm mà nói thôi giờ để mua cho cô này cá bánh bao để cho cô ăn là cô hết đói. Nhưng mà cũng một người khác, họ thấy cái người đang đói, họ nói giờ cá bánh bao nhỏ ăn sao không đủ no, thôi mua hai cái đi rồi mua thêm chai nước nữa cho cô đâu có. Thì cũng cùng một cái cảnh khổ, nhưng mà hai người khác nhau, họ thấy cái sự phát tâm của họ khác nhau, đúng không? Ở đây mình không nói về giá trị vật chất, mà quý vị thấy bây giờ một người mà thấy một người khác đang khổ, mà cái người mà mình giúp cái người đó hai cái bánh bao, mà với một cái người mà mình giúp cái người đó một cái, thì rõ ràng quý vị thấy đây là cái người mà giúp hai cái tâm mà giúp cho họ nó vẫn nhiều hơn, chứ đúng không? Nó vẫn, mình hay dùng trong cuộc sống thì cái người trọn lượng hơn đó, tức là cái tâm người đó là lớn hơn. Thì cái tự phát nó cũng có cái ý nghĩa như vậy, tức là cái phát tâm của mọi người bên trong nó không giống nhau. Mà cái đó vì sao nó khác nhau? Đó là do chúng ta huân tập, là cái nghiệp lực của mình huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Giống như trong cuộc sống vậy, quý vị cũng thường hay thấy là xung quanh mình lâu lâu cũng có những người mình hay nói hay sao cái người đó keo như vậy, sao cái người này sợp như vậy, thì sao mà sợp, sao mà keo. Đó là cái tính cách của họ rồi, đúng không? Cái tính cách và là cái mà cái bản chất của họ, thì đó là do mình huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Nó thì đây cũng vậy, cái chủng tử bồ đề tâm của chúng ta, nếu mà mình huân tập được càng nhiều, thì khi mà nó duyên với lại cái cảnh bên ngoài, nó sẽ phát khởi càng lớn. Nó thì ngày hôm qua chị Dũng đã chia sẻ với quý vị những cái ý đó. Và ngày hôm nay thì là một cái chị Dũng sẽ tiếp theo cái ý nghĩa bài ngày hôm qua. Đó là ngày hôm qua thì khi chúng ta chỉ mới phát cái bồ đề tâm thôi, là mình phát thôi. Nhưng một cái quan trọng nhất chúng ta phải làm được, nếu mà chúng ta là cái người quý kính Phật pháp, chúng ta tin vào lời dạy của Đức Phật, đó là chúng ta phải làm sao cho cái tâm bồ đề của mình được tăng trưởng mỗi ngày, được tăng trưởng mỗi ngày. Cái chữ tăng trưởng đây rất hay quý vị, tăng trưởng hay là nuôi dưỡng. Nhưng mà ở đây đúng ra là ví dụ nói cái từ tăng trưởng thì nó dễ hiểu cho quý vị ha. Tăng trưởng, nuôi dưỡng với gìn giữ. Tăng trưởng và gìn giữ. Nhưng mà cái chữ tăng trưởng ở đây nó có cái ý nghĩa sâu sắc hơn gìn giữ. Quý vị biết là sao không? Gìn giữ nghĩa là sao? Gìn giữ tức có nghĩa là mình chỉ giữ cái tâm đó thôi. Tức là ví dụ bây giờ hồi trước cái bồ đề tâm của mình có 5 phần, đúng không? Mình gìn giữ cái bồ đề tâm thì chỉ giữ nguyên 5 phần vậy thôi. Ví dụ 1 năm, 2 năm, 5 năm thì nó cũng chỉ có 5 phần. Nhưng cái chữ tăng trưởng ở đây á, là ví dụ hồi trước lúc đầu mình có 5 phần, và ví dụ 5 năm sau nó thành 8 phần, 10 năm sau nó thành 10 phần. Tức là nó phải tăng theo thời gian, chứ không phải là giữ nguyên. Là giữ tức là mình chỉ giữ nguyên thôi, còn tăng là mình biết làm cho nó tăng theo thời gian. Nó thì cái đó là một cái vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải rất là lưu ý cái vấn đề này. Nhiều khi trong cuộc sống quý vị thấy đôi khi chúng ta phát một cái tâm gì đó,
nhưng chưa chắc chúng ta giữ được cái tâm nó được. Mình giữ được là khó rồi, mà mình làm cho nó tăng lên, nó lớn mạnh lên càng khó nữa. Quý vị thấy giống như bây giờ mình có một người bạn của mình, mình rất là dễ mình kết thân với một người nào đó, có thể nói chuyện xin số phone, nhắn tin vài ba câu rồi rất là dễ. Nhưng mà quý vị thấy để cái người bạn của mình đồng hành với mình được lâu thì cái đó khó hơn. Mình giữ một người bạn đi với mình lâu là khó hơn, mà mình làm cho cái tình bạn của mình với cái người bạn của mình thấm thiết thân khích hơn là càng khó hơn. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, thì cái Bồ Đề Tâm đây cũng giống như là một người bạn của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học cái cách để mà mình có thể mình là tăng trưởng cái Bồ Đề Tâm này. Thì cái Bồ Đề Tâm này quý vị thấy được ví giống như là một cái hạt giống, là một cái hạt giống. Khi quý vị phát Bồ Đề Tâm rồi, bên trong mình phát Bồ Đề Tâm tức là mình đã có được cái hạt giống rồi, nó mình có được cái hạt giống. Nhưng để mà mình thu được cái quả là sao? Mình gieo cái hạt giống xuống đất, mình phải biết cách chăm sóc, mình phải biết cách bón phân, tưới tẩm, chăm sóc, thì cái hạt giống đó mới có thể nảy mầm thành cái cây và đơm hoa kết trái được. Còn nếu quý vị mình chỉ mới gieo cái hạt giống thôi, xong rồi mình bỏ, thì mình muốn thu cái quả cũng không thu được. Nhưng rất nhiều yếu tố. Thì bây giờ cái Bồ Đề Tâm của chúng ta nó cũng như vậy. Mình phát rồi đó, mình có cái tâm Bồ Đề rồi, nhưng làm sao để mình tưới tẩm được, làm sao để mình có thể tưới tẩm được, đây là một cái mà chúng ta rất cần phải lưu ý. Thì Chí Dũng sẽ chia sẻ với quý vị cái cách mà để chúng ta có thể tưới tẩm được Bồ Đề Tâm của mình. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói rất là một cái bài kinh rất hay. Hay quý vị có thể đọc ở trong kinh bài kinh Phước Đức. Và bấm bài kinh Phước Đức là cũng có cái đoạn này. Đức Phật dạy rằng: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc tán kinh là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Thì đây là cái cách mà quý vị thấy để mà mình làm tăng trưởng được cái Bồ Đề Tâm của mình. Tức là mình phải chọn được một cái môi trường tốt, một cái môi trường phù hợp để giúp cho cái Bồ Đề Tâm của mình được tưới tẩm. Nếu như quý vị nào mà mình có đi tham dự những khóa tu nhiều á, đặc biệt là những bạn trẻ nha, những bạn trẻ thí dụ thấy khi mà các bạn phát khởi lên cái tâm mà Bồ Đề mà muốn đi xuất gia đó, thì rất là nhiều bạn cũng gặp Chí Dũng để hỏi nó, bây giờ con muốn xuất gia rồi con phải làm bước tiếp theo. Nó thì Chí Dũng cũng khuyên các bạn rằng là cái bước đầu tiên là các bạn phải tìm được cái môi trường cảm thấy phù hợp với mình. Cái môi trường phù hợp với mình là sao? Tức là khi các bạn ở trong cái môi trường đó, các bạn ở cái ngôi chùa đó, các bạn cảm thấy rằng cái tâm xuất gia của mình nó càng được nuôi dưỡng thêm, càng được lớn mạnh thêm. Chứ không phải mình chọn cái môi trường nào là cái vị thầy, vị sư cô đó mình quý kính, nhưng mà vô trong đó mình ở rồi mình lại cảm thấy là không an lạc, mình cảm thấy không thoải mái. Mà cách đây khoảng một tháng, cũng có một bạn trẻ, một bạn nữ ở chùa của Chí Dũng cũng nằm trong cái chúng mà tuổi trẻ Chí Dũng phụ trách. Cái bạn nữ này là cũng phát cái tâm đi xuất gia,
bạn ấy cũng phát cái tâm để xuất gia. Thì khi mà bạn ấy xuất gia thì bạn ấy được một cái sự giới thiệu, một cái sự giới thiệu của một vị thầy đi ra ngoài Thanh Hóa xuất gia. Đi ra ngoài Thanh Hóa xuất gia, khi mà Chí Dũng nghe được cái tin này là mình rất là mừng. Bởi vì không phải dễ để một cái người trẻ mà có được cái tâm xuất gia. Quý vị thấy rõ ràng là tuổi trẻ nhiều khi vô chùa rất ít, mà đừng nói chi đến chuyện xuất gia. Và cái bạn nữ này mà phát được cái tâm xuất gia là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng mà khi mà bạn đó ra ngoài chỗ mà Thanh Hóa ở thì bắt đầu khoảng 2 tuần sau thì bạn nữ này gọi vào nói Chí Dũng rằng là con ở ngoài này một thời gian, con cảm thấy rằng con cảm thấy không có an lạc lắm. Thì Chí Dũng mới hỏi sao, thì bạn mới nói rằng là bởi vì giữa con với lại thầy của con thì có nhiều cái không có hợp với nhau. Con với thầy của con có những cái khoảng cách, có những cái con không dám nói chuyện với thầy của con. Thì Chí Dũng mới nói với bạn này rằng là bây giờ em tính sao. Thì cái bạn nữ này mới nói là con rất là muốn là trở về để tìm một cái môi trường khác, nhưng mà con sợ rằng là thầy của con buồn, con không có bỏ đi được. Thì Chí Dũng mới nói thật sự bây giờ khi mà mình tìm một cái môi trường, cái đầu tiên á là bản thân của mình phải cảm thấy rằng mình an lạc, mình phù hợp, mình ở trong cái môi trường đó mình được nuôi dưỡng. À, cái đó mới là cái đầu tiên chút. Chứ còn cái việc mà người khác buồn, thầy buồn thì cái đó nó không phải là cái vấn đề chính. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình sống cái đời tu của mình á, cái người mà chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cuối cùng là ai? Vẫn là mình, đúng không? Vẫn là mình. Cho nên cái bước đầu tiên là mình phải tìm được cái môi trường mà mình cảm thấy mình được nuôi dưỡng, mà mình cảm thấy mình hạnh phúc khi mình sống trong cái môi trường đó. Chứ không phải là mình sợ vì cái cảm xúc của một ai đó để rồi mình đánh đổi, mình bỏ đi cái an lạc, cái hạnh phúc của mình. Mà nhất đặc biệt là các bạn trẻ, là cái vấn đề chúng ta chọn môi trường rất quan trọng. Có nhiều vị hỏi Chí Dũng rằng là cái môi trường nào tốt, môi trường nào không tốt, thì Chí Dũng cũng không thể trả lời cho quý vị được. Bởi vì sao? Tốt hay không tốt á, nói cụ thể ra là phù hợp, có phù hợp với chúng ta hay là không phù hợp, chứ không phải là nằm ở chỗ tốt hay không tốt. Giống như quý vị thấy á, những cái bài kinh, những cái pháp môn Đức Phật thuyết cũng không có đúng sai, không có đúng sai, mà cái giá trị là gì? Phù hợp hay không phù hợp, phù hợp với đối tượng nào thì là cái bài kinh nó có ý nghĩa với đối tượng. Có nhiều khi Đức Phật thuyết một cái bài kinh đối với những cái người căn cơ cao á thì họ hiểu, nhưng mà cái bài kinh đó mà chia sẻ cho những vị sơ cơ và mới tìm hiểu về Phật pháp thì quý vị cũng không hiểu được, thì cái điều đó cũng không có ý nghĩa. Nó giống như ngày hôm nay, trong cái buổi mà chia sẻ ngày hôm nay cũng vậy. Nếu mà Chí Dũng chia sẻ sau khi mà quý vị đứng lên đi về, mình cảm thấy là mình thu nhặt được cái gì đó, mình hiểu được cái gì đó, thì cái đó mới là cái đáng quý, mới được gọi là phù hợp. Còn nếu mà sau khi mà mình say goodbye, mình tạm biệt nhau, cái đứng lên, bữa nay mình đi nghe pháp, mình có nhớ thầy nói gì không? Nhớ chứ không hiểu. Thì cái đó cũng quá uổng quý vị. Nên là cái quan trọng nhất là cái phù hợp. Cái phù hợp nó mà phù hợp hay không là chỉ có bản thân mình mới là cái người biết rõ nhất. Chỉ có nhiều bạn hỏi Chí Dũng là thầy thì thấy môi trường này có phù hợp hay không. Chí Dũng mới hỏi nha, không được lại giờ thầy cũng phải bạn nó sao thầy biết có phù hợp hay không. Giống như giờ quý vị mặc một cái áo đi, mà mình đi mua một cái áo mình mặc, đúng không?
Thì muốn biết cái áo đó có hợp với mình hay không thì phải sao? Mình phải mặc cái áo đấy vô, mình soi gương, mình nhìn thử là cái áo đó có hợp với mình hay không. Nhưng mà bây giờ chính giờ mình hỏi người khác là hợp không, hợp không, thì người ta cũng khó khi nói được quý vị. Cho nên ở đây cái phù hợp hay không á, là cái bản thân mình là cái người biết rõ. Mà một cái môi trường phù hợp để mà cái tâm Bồ Đề mình được tưới đậm á, thì Đức Phật có nói cái đầu tiên là gì? Lánh xa kẻ xấu ấy. Cái thứ hai là gì? Thân cận người. Có hai vế các vị. Có đủ hai vế mới được. Đó thì cái cơ bản nhất là gì? Mình phải lánh xa kẻ xấu ác, là thân cận người hiền chính. Thế ngoài cuộc sống mình hay nói là gì? Đường mật thì đen, mà gần đèn thì sáng. Nói thì ở đây cũng vậy. Khi mình phát khởi Bồ Đề Tâm rồi đó, mình phải biết nuôi dưỡng bằng cách mình chọn một cái môi trường phù hợp. Cái môi trường phù hợp đó là gì? Cái môi trường có nhiều bậc hiền trí, nhiều bạn lành, và cái môi trường đó ít lắm xa cái kẻ xấu ác. Mà có nhiều vị sẽ nói rằng là nếu như vậy tại sao đạo Phật là đạo từ bi mà nó không phân biệt, mà sau đây mình lại chọn cái người hiền trí, cái người mà thiện lành để mình thân cận mà mình lại né xa cái kẻ xấu ác? Chư Phật Bồ Tát ngày xưa đâu có phân biệt đâu. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là gì? Chúng ta đâu phải là chư Phật Bồ Tát quý vị, đúng không? Mình đang là cái người phàm phu, cái người tu tập, cái người mới bước vào cái con đường Phật pháp này, thì chúng ta chưa đủ được cái nội lực, cái nội lực như quý ngài, để mà chúng ta có thể tiếp xúc được với tất cả. Giống như quý vị đọc ở trong các cái mẫu chuyện cái thiền công án, quý vị sẽ thấy rằng là có một cái cụm từ được nhắc nhiều nhất, cụm từ thõng tay vào chợ. Thõng tay vào chợ, cái cụm từ này là để chỉ cho cái sự hóa độ của các vị thiền sư. Khi mà quý ngài tu tập, quý ngài đạt được cái sự chứng ngộ đó, thì quý ngài mới đủ cái năng lực để mà thõng tay vào chợ. Quý vị ra ngoài chợ, chợ đây tức là cái cuộc đời là bao gồm rất nhiều người trong đó, có cả những người hiền, có cả những người ác, có người trí, có người ngu, có người thiện, có người dữ, rất là nhiều các người trong đó. Thì với cái tu tập, với cái năng lực công phu của quý ngài thì quý ngài mới đủ cái khả năng đó. Còn chúng ta khi mà chúng ta mới phát khởi Bồ Đề Tâm, mình mới bước vào cái con đường Phật pháp, thì Đức Phật khuyên chúng ta mình phải biết chọn cái môi trường có những cái bậc thiền hữu tri thức, có những cái thuần duy để mà mình tu tập, và mình cần phải tránh xa những cái môi trường nào mà quá nhiều những cái nghịch duyên, quá nhiều những cái bậc ác ở trong đó. Ở trong cái bài kinh mà tránh xa cái cánh cửa bại vong á, thì có nói về 12 cánh cửa, 12 cánh cửa bại vong. Đó 12 cánh cửa đó là khi mà chúng ta bước vào 12 cánh cửa này, thì chắc chắn là cái tâm Bồ Đề và cái đường tu của chúng ta sẽ bị lui sụp. 12 cánh cửa đó là gì? Đức Phật nói rất rõ. Đầu tiên, ghét chánh pháp là bại vong. Thứ hai, không biết trọng người hiền, thích kẻ xấu ác, thích thú điều bất thiện là cửa vào bại vong. Cái cửa thứ ba là gì? Ham ăn thích ngủ, ham đông vui thụ động, lười biếng và nóng giận cũng là cái cửa vào bại vong. Bại vong thứ tư là gì? Đối với mẹ cha không vâng lời, không phụng dưỡng, không kính hiếu, không giúp đỡ cũng là cửa dẫn vào bại vong. Hay là ma túy, rượu, cờ bạc, tiêu xài quá hoang phí,
quá hoang phí cũng là cái cửa vào bại phong. Nói thì quý vị thấy Đức Phật nói rất rõ, đó chính là những cái nhân, những cái bất thiện nghiệp, những cái bậc xấu ác mà chúng ta thân cận, chúng ta xa đà vào trong đó, thì cũng là chúng ta đi vào bại phong, đi vào bại phong và làm cho cái tâm Bồ Đề của chúng ta bị thoái thức, bị thoái thức tâm Bồ Đề. Này, nay quý vị thấy rất nhiều những cái trường hợp là thoái thức tâm Bồ Đề rất nhiều. Quý vị thấy hiện nay á, có nhiều người họ giả trang làm cái hình tướng người tu, quý vị có cái ego nhiều không? Nhiều khi chỉ cạo đầu cái thôi, khoác cái áo vô, rồi cái là mọi người xung quanh nhìn nghĩ là người tu, rồi họ làm những cái điều mà rất là phi pháp, rất là trái với lại lời Phật dạy. Xong rồi cái là những cái người ấy, mà họ không có cái hiểu biết về Phật pháp đó, họ không có cái niềm tin kiên định của Phật pháp, cái họ nhìn những cái hình ảnh đó cái là họ quy chụp rằng là bây giờ đạo Phật toàn là mấy thầy như vậy không? Thì quý vị thấy không? Chỉ một cái điều đơn giản như vậy thôi mà làm cho người ta mất đi, thoái thức được cái tâm Bồ Đề, cái tâm của Phật pháp. Cho nên ở đây quý vị thấy cái quan trọng nhất để mà mình nuôi dưỡng mình không bị mất cái tâm Bồ Đề mình là mình phải lánh xa những cái xấu ác đó, và mình thân cận những cái người hiền trí. Mà những cái người hiền trí đó là những người gì? Người hiền trí là những người gì? Cũng chưa hẳn là những người giác ngộ, nhưng họ là những người lương thiện, những người có cái sự tu tập chuyển hóa trong đó. Giống như khi mà quý vị đến chùa cũng vậy, mình đến một ngôi chùa mình tụng kinh, mình công quả, mình phát cái Bồ Đề tâm, mình muốn đến chùa để mình giúp phụng sự tam bảo. Nhưng nếu mà quý vị gặp những cái người Phật tử, những cái người Phật tử mà họ tinh tấn, họ đến chùa tụng kinh, ví dụ ở đó có khóa tu thì họ rủ rằng là bây giờ ở chùa đó tuần sau có khóa tu, rồi bữa sau mà chị đi được chị sắp xếp đi với tôi đi, cái mình đi với người ta, rồi tháng tiếp là ở chùa đó lại có khóa tu, cái họ rủ mình đi tiếp, thì mình cứ đi với họ càng nhiều thì sao, thì cái tâm mình muốn đến chùa, cái tâm mình muốn tham dự khóa tu, mình muốn phụng sự tam bảo nó càng lớn mạnh. Nhưng mà ngược lại, ví dụ mình tới một ngôi chùa mà mình không có gặp những cái người mà thích tu, mà mình gặp những người sao không thích tu, thích dụ thích đi cà phê chẳng hạn, thích đi picnic, thích đi du lịch, mình nói giờ thôi bây giờ cuối tuần này em với chị đi Đà Lạt chơi đi, đi chùa chị đi chùa hoài chán lắm, thôi ở trên Đà Lạt có cái đó, cái cảnh nó đẹp lắm, thôi cuối tuần này chị với em đi rồi đi, sau khi qua tuần sau cũng tính tới chùa, nói thôi bữa nay tới chùa chi, bữa nay nhà chị có tiền thôi qua đi chơi đi, rồi cũng cởi áo tràng trả lại cho quý thầy rồi đi tiền. Và cái một thời gian sau không tới chùa nữa luôn. Mà cái này rất nhiều quý vị, tình trạng này rất nhiều. Tức là có những vị á, lúc đầu rất thích đi chùa rất tinh tấn, nhưng mà một thời gian cái ví dụ hỏi thì quý vị nói là cho con bận quá con không tới chùa được, con bận quá lúc này công việc nhiều quá, tưởng sao công việc nhiều vậy, con mắc đi ăn tiền với bạn con không tới chùa được, mắt đi du lịch với lại bạn con, nó rủ đi mà con không đi sợ nó buồn, thôi đi nó đỡ buồn. Thì quý vị thấy như vậy, cần người mà họ không có cái tâm đạo, không có cái tâm thiện lành thì mình cũng rất dễ bị lôi kéo. Và nhiều khi mình nghĩ đơn giản, nhưng mình nghĩ là một bữa cũng không sao,
hai bữa cũng không sao. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị có coi cái bộ phim mà Để Mai Tính không? Nếu mà có ngày mai thì có ngày mai, có ngày gì nữa? Sẽ có ngày mốt. Nếu có ngày mốt thì có ngày gì? Sẽ có ngày kia nữa. Nên cho nên mình không coi thường được quý vị. Mình hay nói rằng bữa nay mệt quá thôi để ngày mai đi. Ngày mai mệt nữa thì để ngày mốt. Mà ngày mốt mình mệt nữa thì là để ngày kia. Ngày kia mệt nữa thôi để sang năm luôn. Nên cho nên quý vị thấy, nếu mà mình là cái người mà tỉnh thức, thì mình thấy rằng là mình mà buông xuôi một lúc nào đó thì nó cũng tạo cho mình thành một cái, đôi khi tạo cho mình thành một cái thói quen. Và mình bị chuyển mà mình không hay, mà mình thay đổi lúc nào mình không hay. Ở trong cuộc sống quý vị thấy cũng rất nhiều người như vậy. Hồi trước có thể họ là những cái người rất là hiền lành, rất là dễ thương, nhưng nhiều khi họ sống trong một cái hoàn cảnh, ví dụ khi mà họ được nhiều người biết đến, họ được nhiều người cung phụng, thì sao? Một thời gian sau là họ cảm thấy mình là cái trung tâm của cái vũ trụ. Và đi đâu họ cũng phải thấy rằng là mình phải được ta cung phụng thì mình mới cảm thấy xứng đáng với mình, đúng không? Thì còn bây giờ mình sống được người ta cung phụng, người ta nâng cao quá rồi mà mình đi ra ngoài cái tới cái môi trường nó không ai quan tâm, không ai chăm sóc gì hết, cái mình cũng thấy khó chịu trước đó. Và bởi vì sao? Bởi vì mình huân tập thêm một thời gian là tự nhiên mình chuyển luôn, mình bị chuyển luôn, lúc nào mình không hay. Cho nên anh đây quý vị thấy cái mà lánh xa cái xấu ấy và thân cận cái bậc hiện chính là cái rất quan trọng. Thì khi mà quý vị làm được cái điều đó, cái tâm bồ đề của chúng ta nó sẽ được tưới tẩm. Cũng giống như cái hạt giống đó quý vị. Quý vị thấy thì khi mình gieo xuống một cái mình có cái hạt giống rồi, mình gieo xuống một cái ruộng đất, nếu mà quý vị đem đến những cái thuận duyên nhiều, ví dụ như mình chăm sóc, mình bón phân, mình tưới nước, có đủ những cái điều kiện đó, thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm rất là mau. Nhưng mà ngược lại, ví dụ nếu mình không tưới nước, mình không chăm sóc, mà những cái nghiệp duyên nó nhiều quá, chẳng hạn ví dụ như là mưa lũ lụt, hay là có một cái con gì đó tới nó hớt cái hạt giống nó đi, thì sao? Thì mình cũng không thu được. Nó cho dù mà hạt giống mình gieo xuống là cái hạt giống xịn đi nữa thì mình cũng không thu được cái quả. Cho nên quý vị thấy cái mà phát bồ đề tâm ở đây, mình có được hạt giống rồi là một cái vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề mình quan tâm á là làm sao để cái hạt giống nó lớn mạnh. Thì đối với lại quý vị á, thì cái mà chị Dũng chia sẻ, chị Dũng nghĩ rằng là quý vị cần nhất, đó là cái vấn đề chúng ta chọn cái môi trường của mình, chọn cái môi trường phù hợp với mình. Nhưng dĩ nhiên ở đây thì ở cái hoàn cảnh của quý vị thì chị Dũng biết một điều rằng là dĩ nhiên quý vị không phải lúc nào chúng ta cũng đến chùa, không phải lúc nào chúng ta cũng được gần gũi, chúng ta cũng được thân cận với lại những bậc thiện trí thức, ví dụ như là quý thầy, quý sư cô hay là quý Phật tử. Thì có một cái chứ Dũng nghĩ rằng là quý vị nên thọ trì, đó chính là chúng ta thọ trì ngũ giới. Quý vị nào có quy y rồi đó thì chúng ta sẽ biết về cái tam quy và ngũ giới đó. Ngũ giới đó là gì? Đó là năm cái nguyên tắc đạo đức căn bản. Thứ nhất là gì? Không sát sanh. Thứ hai là gì? Không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Thứ tư là gì? Không nói dối. Thứ năm là gì? Không uống rượu bia. Giỏi quá, cho tràng pháo tay. Nhưng mà vỗ tay vậy là quý vị có thọ được năm giới hay chưa? Đâu đây ai thọ năm giới rồi, vỗ tay chỉ Dũng coi. Bên này có bao nhiêu vị? Có ba vị. Bên này có ai không? Chưa đúng không? Vì sao vỗ tay là chưa dám thọ? Vì sợ đúng không? Vì sợ giữ không được phải không?
Chí Dũng biết lắm, là có nhiều vị hay nói Chí Dũng là thầy ơi bây giờ con muốn thọ giới nhưng mà con sợ thọ rồi giữ không được tội, thọ giữ không được tội thôi khỏi thọ luôn, cũng không giữ được thì cũng không có tội. Thì thật ra ở đây quý vị có một cái mình phải hiểu, cái vấn đề mà mình thọ giới đây á, nó không phải là một cái gì đó để cấm cản chúng ta, cũng không phải là khi mà mình chưa thọ giới thì mình được tung tăng, mà khi mình thọ giới rồi thì sao, thì mình bị gò bó, bị kìm nén, đúng không? Có nhiều vị nó bị kìm nén. Nhưng cái đây á, quý vị phải hiểu là cái giới á, cái diệu dụng của giới, cái công dụng của giới là gì? Không phải để cấm kệ chúng ta, mà Đức Phật dùng cái từ là để bảo hộ, để bảo hộ, để che chở chúng ta. Bởi vì cái công dụng của giới là gì quý vị biết không? Là phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là gì? Phòng tức là ngăn ngừa. Phi là những cái điều trái, những cái điều sai trái. Ngăn ngừa những cái điều sai trái. Chỉ là gì? Là dừng lại. Ác là những cái điều xấu, những cái điều dữ. Ngăn ngừa những cái điều sai trái mà dừng lại những cái điều xấu ác. Đó là cái công dụng của giới. Quý vị thấy năm cái giới nãy Chí Dũng như viết vừa đọc đó: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà bây giờ quý vị thấy một người mà sống ở trong xã hội, chỉ cần họ phạm vào một trong năm cái đó thôi thì mọi người có sợ không? Ví dụ giờ quý vị nghe một người giết người, quý vị có sợ gặp được không? Có sợ không? Đó, rồi bây giờ một người mà quý vị nghe là cái người này chuyên gia đi ăn cắp đồ, quý vị có dám mời họ vô nhà cũng ớn chứ đúng không? Đó, thì quý vị thấy chỉ cần mà một người mà phạm vào một trong năm cái điều này thôi là xã hội ai cũng sợ hết, chứ không phải là Đức Phật cấm đoán chúng ta quý vị, mà năm cái giới này để bảo hộ chúng ta. Dĩ nhiên khi mà quý vị thọ năm giới này, quý vị khó mà giữ được hết năm giới. Có nhiều vị nói ví dụ bây giờ con kinh doanh, con buôn bán, mà bây giờ con phạm vào cái kêu con là không được nói dối thì cũng hơi khó. Nó cũng hơi khó, tại vì do cái tính chất công việc của con. Nó thì đây quý vị thấy rằng là Đức Phật nói rất rõ, trong năm giới mình thọ thì không nhất thiết không phải là chúng ta không giữ được năm giới là chúng ta không thọ. Mà Đức Phật nói rất rõ, ví dụ vị nào trong năm giới mình giữ được hết năm giới thì mình gọi là toàn phần giữ giới. Mình giữ được 4 trên 5 thì Đức Phật gọi là gì? Là gì? 4 trên 5 là đa phần giữ giới, còn 3 trên 5 là bán phần giữ giới, còn 2 với 1 trên 5 là gì? Thiểu phần 1 trên 5 là 1 phần giữ giới. Nếu vị thấy Đức Phật nói có rất nhiều cấp độ trong đó, cho nên mình đừng sợ là mình thọ năm giới mình giữ không được. Nhưng cái điểm quan trọng đặc biệt của cái người mà khi mà thọ giới, cái người chưa thọ giới là gì? Khi mình thọ rồi mà nếu lỡ mình có phạm á, Phật đã chỉ mình phải phạm thì sao? Thì trong tâm mình cảm thấy có gì để mình ri hết, giống như là có một cái hồi chuông hay một cái gì đó để mà cảnh tỉnh cho chúng ta là tôi đang làm sai đó, tôi biết là tôi đang làm cái điều dữ, hoặc là chỉ tôi phải làm, nhưng mà tôi cảm thấy trây rất, tôi cảm thấy ăn năn. Nếu mà bắt chỉ có phải làm thì sao, thì tôi cũng cố gắng làm như thế nào để cho giảm thiểu nhất cái mà tôi đang sắp làm. Còn một cái người mà khi mà họ có giới, họ không thọ giới, thì khi mà họ làm cái điều gì đó, nếu mà họ có sai chăng nữa thì họ cũng dĩnh dơ, thản nhiên như không biết gì. Mà cái đó là cái nguy hiểm quý vị. Quý vị thấy có những cái người mà mình gọi là những cái người có cái tên mà những cái người mà sát nhân mà mặc lòng giết người không rớt tay á. Sao bởi vì khi mà giết một người, giết hai người là những cái tên sát nhân mà cảm thấy là bình thường, có chuyện gì xảy ra hết. Nó còn cái người mà họ cảm thấy rây rứt, họ biết sợ. Dù nhiều khi mình thọ giới rồi, mình thọ cái giới không sát sanh rồi, là nhiều khi bây giờ quý vị cầm con dao lên, quý vị chuẩn bị giết một con cá, mà mình thọ giới sát sanh rồi thì sao? Mình cũng thấy là mình cũng
thấy trong tâm là nó có một cái năng lực gì đó nó phát ra mà làm cho mình cảm thấy là hối hận, cảm thấy là hối lỗi về những cái con cá mình đã giết, những cái con cá mình chưa giết. Và chính cái năng lực đó nó giúp cho quý vị được bảo hộ khỏi những cái điều ác. Nên cho nên đây quý vị, chị Dũng khuyên là quý vị nên thọ giới, thọ năm giới này. Mình nên quy y Tam Bảo, mình thọ năm giới. Không phải là một cái gì đó mà để cấm cản chúng ta hết, mà là một cái lớp áo giáp, là một cái lớp áo giáp vững vàng, vững chắc để bảo hộ cho quý vị. Tại vì ở trong cuộc đời chị Dũng biết rõ ràng, quý vị thấy quý vị cũng có đến chùa, nhưng mà quý vị được gọi là gì? Tu tại gia đúng không? Tu tại gia. Còn như Chí Dũng với lại quý thầy quý sư cô này là xuất gia. Xuất gia thì quý thầy quý sư cô đã ở trong chùa, đã sống trong cái môi trường trong chùa. Còn quý vị là quý vị tu tại gia. Mà tu tại gia thì quý vị ở chùa nhiều là ở ngoài nhiều. Ở ngoài nhiều đúng không? Mà ở ngoài ở chùa thì quý vị thấy ở đâu cái sự cám dỗ, cái sự những cái nhân ác, những cái bậc xấu ác nhiều hơn. Chắc chắn là ở ngoài, chứ không thể ra cái chùa nhiều hơn được quý vị. Mà nếu mà quý vị sống trong một cái môi trường ở ngoài, nhiều những kẻ xấu ác, nhiều những cái điều mà không làm như vậy, mà mình muốn nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình, thì mình phải có cái lớp áo giáp. Một cái lớp áo giáp rất là vững chắc. Mà lớp áo giáp đó là gì? Không có gì khác ngoài giới. Ngoài giới. Mà nếu sau này quý vị thọ giới, quý vị cũng thấy, những quý vị nào mà mình đã từng đi cái khóa tu Bát Quan Trai Giới và giữ 8 cái giới thanh tịnh trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hay nếu sau này quý vị có những quý vị đi xuất gia được thọ thập giới, hoặc là có quý vị đi tham dự những khóa mà xuất gia vô duyên á, quý vị có nghe về cái khóa tu xuất gia vô duyên không? Là vô chùa cạo tóc, thường là phải một tuần đến một tháng. Thì quý vị cạo tóc, quý vị được truyền y, thì quý vị cũng được thọ 10 giới sa di. Còn như quý thầy, quý sư cô là phải thọ, quý thầy là thọ tới 250 giới, quý sư cô là 348 giới. Thì quý vị sẽ thấy rằng từ Bát Quan Trai Giới cho đến 10 giới sa di, hay cho đến 250 giới, 348 giới, thì cũng xây dựng trên cái nền tảng năm giới căn bản. Cho nên năm cái giới căn bản này rất quan trọng quý vị, là một cái lớp áo giáp vững chắc để mà bảo vệ chúng ta trong cuộc đời này. Và nếu quý vị thật sự mình muốn nuôi dưỡng, mình muốn bảo hộ cho cái tâm Bồ Đề của mình, thì quý vị nên thọ trì năm giới. Và cái cách mà chúng ta nuôi dưỡng tứ tẩm rất dễ. Quý vị cứ nhớ cái ví dụ mà mình trồng hạt giống, muốn hạt giống được lớn lên, muốn hạt giống được nảy mầm, thì làm sao phải tưới nước, tưới tẩm, phải bón phân, phải làm những cái duyên thuận nó càng nhiều thì cái hạt giống mình mới nảy mầm được. Còn nếu mình để những cái duyên xấu ác, ví dụ như lũ lụt, ngập úng, hay là chim tới gấp đi cái hạt giống của mình, thì ta cũng không nảy mầm được. Cho nên ngày hôm nay Chí Dũng chia sẻ với quý vị cái cách để quý vị có thể tưới tẩm, để quý vị có thể nuôi dưỡng được cái tâm Bồ Đề của mình, cộng với cái phần ngày hôm trước là cái phần phát tâm, để quý vị có thể vun trồng được cái hạt giống Bồ Đề bên trong của mình. Mà khi mà quý vị có được cái hạt giống Bồ Đề này rồi, thì chắc chắn một điều là trên cái đạo lộ, cái học Phật của quý vị nó sẽ được thăng tiến rất nhanh. Còn nếu mà chúng ta để cho cái hạt giống Bồ Đề của mình nó bị thoái thất đi, nó bị giảm chất lượng đi, thì càng ngày chúng ta sẽ càng rời xa Phật Pháp. Cái cốt tủy của một người học Phật đó chính là cái Bồ Đề Tâm.
Nếu chúng ta muốn theo cái bước chân của Như Lai, muốn theo bước chân của Đức Phật, thì chắc chắn quý vị không thể nào bỏ mất được cái Bồ Đề Tâm của mình. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật nói rất rõ, cái người mà đánh mất cái Bồ Đề Tâm của mình thì cái người đó làm bất cứ cái việc gì thì cũng không được coi là Phật thiện. Cho nên quý vị thấy cái Bồ Đề Tâm rất là quan trọng đối với người học Phật. Và trong những cái buổi ngày hôm nay thì đó cũng là những cái điều mà Chí Dũng muốn chia sẻ với quý vị, và mong rằng quý vị hãy luôn luôn mình tinh tấn làm tăng trưởng được cái Bồ Đề Tâm của mình. Có một cái nữa là Chí Dũng của anh nói, đó là cái việc mà mình tinh tấn á, đó là cái rất quan trọng. Tưới tẩm, nhưng mà tưới tẩm phải tinh tấn nữa. Chứ còn ví dụ mà cái cuộc đời của mình sống mấy chục năm mà mình tưới được có một hai ngày cái mình cắt nước thì cũng không được, thì cũng không có nảy mầm được, quý vị. Trong Kinh Di Giáo Đức Phật có nói, một người mà mình cọ cây á, cọ hai cái cây vào nhau để gì, đến cái lực ma sát sinh ra lửa, đúng không? Mà cái Đức Phật nói là cái người đó cọ hai cây vào nhau, cái cây nó chưa kịp nóng mà cái người đó đã dừng lại, thì cho dù mà cái người đó tha thiết muốn có được lửa thì lửa cũng không thể có được. Mà hai cái cây mình chà vào nhau mà nó chưa kịp nóng mà mình buông ra rồi thì sao có lửa được. Cho nên đây quý vị tưới tẩm thì mình cũng phải tưới tẩm tinh tấn, giống như cái qua Chí Dũng nói ra cái trực tâm, là đi là mình phải đi một đường một, không có lung lay, không có kiên định, phải dứt khoát, không có gián đoạn. Chứ còn ví dụ mà bữa nay tưới xong ngày mai cắt nước, hay là tưới được 3 ngày cắt nước 4 ngày thì cái Bồ Đề Tâm của chúng ta nó cũng bị héo liền. Cho nên mong rằng quý vị hãy cùng nhau tưới tẩm được cái Bồ Đề Tâm của mình. Và chính nhờ cái đó thì Chí Dũng tin chắc rằng quý vị sẽ vun bồi được cái phước báu ở trong cái đời này, và cả ở trong những cái kiếp vị lai. Xin được cầu chúc cho quý vị luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.